Wooden và lớp trưởng Kiwi cả gan chọc giận bà chị họ. Nhưng mà quái lạ, trêu chọc đến cỡ nào bà chị họ cũng không nổi điên lên. Thì ra bà chị họ đang ghen tị với hot girl trong trường có một bộ ảnh siêu cute. Chụp hình với máy chiếu có gì đâu mà ghê gớm. Quá đơn giản, chỉ với một ống giấy vệ sinh và băng keo, bịt một đầu ống giấy bằng băng dính trong suốt, dùng bút màu vẽ hoa lá cằn thiệt là bờ linh. Chỉ chưa đầy 5 giây đã có mấy cái máy chiếu mini xịn sò con bò. Nhanh chân, biến ước mơ của bà chị họ thành hiện thực. Đặt ống giấy đằng trước đèn pin rồi tắt điện. Chiếc máy chiếu mini hiện lên vô cùng sắc nét. Bà chị họ cầm ngay cái bình bông của má, đứng tạo dáng để nhiếp ảnh gia Kiwi chụp hình nha. Chăn thủ lúc người mẫu không để ý, Gordon đã tráo đổi ống kính. Từ lúc nào hoa lá cằn đã biến thành hai con dán siêu to khổng lồ. Chưa kịp xem lại hình, bà chị họ đã chạy mất dép. Đúng là đáng đời. Cùng làm thử và đừng quên follow sổ tay Gordon để xem nhiều thứ heo nữa nhé. Gordon học nhóm cùng bà chị họ và lớp trưởng Kiwi. Chưa đánh đã khai, học hành gì tầm này. Phải tranh thủ lướt tóc tóp giải trí. Đúng là một cây làm trắng nên non, ba cây chụm lại, ngồi cười ha ha ha. Biết trước, học nhóm vui như thế này thì ngày nào Gordon cũng học. Khoan đã, tự nhiên bầu không khí im lặng này là sao đây ta? Trời đất ơi, mẹ về lúc nào mà không hay. Khỏi cần phải nói, mẹ đã tịch thu điện thoại của Gordon và bỏ sót ba chị họ. Gordon không thể nuốt trôi cục tức này, hãy đợi đấy. Sau khi trầm tư suy nghĩ, quyết định lấy đôi dép của mẹ, ướm thử chiếc điện thoại vào, tiếp tục điêu khắc một cái khuôn viên ngay dưới đôi dép. Hợp nhất thân trưởng ra mắt chiếc ốp điện thoại có 102. Đưa chân quẹt một cái đã mở được khóa điện thoại. Có điều kiện, tội gì không thể hiện. Nhờ có chiếc ốp mà Gordon hành động cực kỳ linh hoạt. Qua mắt mẹ quá là thành công luôn đó. Làm thì hết hơi mà chơi thì hết nấc. Cùng làm thử đừng quên follow sổ tay Gordon để xem nhiều thế ho nữa nhé. Gordon và bà chị họ đang học bài. Lớp trưởng Kiwi từ đâu xuất hiện, lôi kéo bà chị họ đi chơi, rồi để lại một bãi chiến trường như thế này thì ai dọn. Được lắm, Gordon sẽ cho bà chị họ biết tay. Cùng thu gọn mớ hỗn độn này chỉ với một hộp khoai tây. Cái ống đựng bim bim này sẽ được chia làm đôi, đúng hơn là cắt một nửa và bể ra tạo 1001 ngăn xếp bằng những tấm bìa cứng như thế này. Không chỉ là hộp đựng bút, Gordon còn sáng chế ra được một cái bảng được phủ kín bằng băng dính có thể xóa được. Còn khóa bảo mật được làm từ nắp chai và dây buộc tóc. Chiếc hộp bút bên ngoài đơn giản, bên trong nhiều đồ, lại cực kỳ đa di năng, có thể cất giấu bí mật động trời. Không luyên thuyên nhiều lời nữa, Gordon sẽ cất toàn bộ chỗ đồ dùng học tập của bà chị họ vào đây. Tất nhiên là không có ý định trả lại, làm mất đồ học tập. Kèo này bà chị họ nát đít với mẹ. Đáng đời. Cùng làm thử và đừng quên follow sổ tay Gordon để xem nhiều thế hơn nữa nhé. Gordon nhận được thông báo kiểm tra 15 phút môn toán. Trong lúc bà chị họ đứng ngồi không yên thì lớp trưởng Kiwi lại vui mừng háo hức. Đúng là con nhà người ta. Gordon và bà chị họ sẽ cố gắng hết sức thu gom phần tài liệu dự đoán có trong đề thi và dán một lớp băng keo trong suốt lên. Sau đó ngâm phao cứu sinh trong nước 10 phút, đợi tới thời điểm thích hợp vớt toàn bộ tài liệu lên. Lúc này lớp giấy đã mềm nhũn ra, chỉ cần chà nhẹ lớp giấy thừa bay đi để lại dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh. Chiếc phao đỉnh cao bất chấp mọi địa hình. Kèo này Gordon chắc chắn mất ngủ vì không có đối thủ. Chơi có hội, kiểm tra thì có đội. Bà chị họ và Gordon đã sẵn sàng. Cô giáo như mẹ hiền chắc chắn không thể phát hiện ra. Kinh nghiệm xương máu khi đi kiểm tra là giả vờ nghiêm túc trong 10 phút đầu. Sau đó chỉ cần một khoảng khắc lơ là của giám thị, chớp lấy thời cơ, hành động ngay lập tức. Đúng là liều ăn nhiều, chưa gì bà chị họ đã bị bắt ngay tại trận. Ông cha ta có câu, không sợ đề thi khó, chỉ sợ đồng đội nghe. Thu đi để lại lá vàng, thi xong để lại muôn vàn con không. Đừng làm thử và đừng quên follow sổ tay Gordon để xem nhiều thế hơn nữa nhé. Gordon bị cô giáo bắt chép phạt hết chỗ giấy này á. Chỉ vì lần trước chép phao trong giờ kiểm tra, bà chị họ bị bắt chép 1000 lần dòng chữ tiên học lễ, hậu học ăn năn hối lỗi. Chép như thế này thì bao giờ mới xong. Gordon đã có cắt chỉ với hai cây bút và một cuộn băng keo. Hợp nhất hai cây bút làm một, phân thân chi thuật, chỉ cần viết một lần đã có hai dòng công thức. Nhưng không nhăn bằng cách sử dụng giấy than kẹp ở giữa mỗi trang giấy làm một tờ giấy than. Như vậy chỉ cần một lần đi bút đã có ba bản sao. Chẳng mấy chốc 1000 lần chép phạt của Gordon đã hoàn thành. Không biết còn cách nào nhanh hơn nữa, nhưng chắc chắn lần này đã nhanh hơn bà chị họ. Giờ thì nộp cho cô giáo, chúc bà chị họ may mắn lần sau. Cùng làm thử và đừng quên follow sổ tay Gordon để xem nhiều thế ho nữa nhé. Gordon nghe tiếng người biết ngay, trong xóm đang chơi nhảy dây, cứ ngỡ là càng đông càng vui. Ai ngờ tới lúc kết đề chia phái thì chung đội với bà chị họ. Không thể chịu được, Gordon sẽ chia lại đội chỉ với vài cái khẩu trang bỏ đi. Thu thập lại toàn bộ dây đeo, chọn ra hai màu tượng với hai đội, tô màu lên kín cái dây. Không quên trang trí thêm mấy sticker tự chế từ bìa sổ tay. Tận dụng luôn mấy bản ghép Lego còn thừa, chọc một chiếc lỗ gắn sticker lên rồi luồn vào dây. Hoàn thành bộ sưu tập vòng tay dành cho đội nhóm xinh nhất quả đất. Sau đó đem cất trong chiếc hộp bí ẩn. Giờ thì chia lại đội thôi nào. Mỗi người sẽ lần lượt bốc một cái vòng tay. Người nào mà chung màu thì chính là một đội. Chắn vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Không chung đội với bà chị họ lại chung đội với mấy hàng xóm cơ chứ. Đúng là oan gia ngõ cụt. Cùng làm thử được quên follow sổ tay Gordon để xem nhiều thế hơn nữa nhé.